Xin chào các bác nha. Em vừa vệ sinh xong được một cái con máy lọc khí Panasonic rất là đẹp. Một con máy phân khúc VIP mặt gương sáng bóng để nhà rất sang trọng. Đây là một con VC70K. Các bác nhìn trên hình ảnh các bác thấy nó rất là đẹp rồi, bỏ nguyên bản đây ạ. Rất là sáng mới đẹp nhá. Trắng đẹp đều. FVC70K thì đây là cái model cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm nó ra mắt rồi. Đây, các bác cứ nhìn thấy cái mắt màu đen đen này là các bác biết là nó là mắt cảm biến phát hiện người, là phân khúc cao cấp nhất, đủ 5 cảm biến luôn, cảm biến ánh sáng này, test luôn đấy. Cảm biến phát hiện người là 2 này, cảm biến ẩm là 3, cảm biến mùi là 4 này, cảm biến bụi là 5 này, 5 cảm biến cánh vẫy kép này. Cái chiếc này thì mình có thể dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại đấy. 50m² đổ lại các bác nha. Năm sản xuất 2015, 66W FVC70K, rất là đẹp. Về phần màng thì HEPA con này em thay mới rồi nhá. Màng HEPA thay mới tinh. Đây. Tất cả những màng không đủ tiêu chuẩn thì em thay mới nhá. Đây. Màng HEPA thay mới rồi. Đã đấu biến áp điện 220V bên trong rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Và đây là bình nhớt bù ẩm. Màng tạo ẩm zin theo máy, trắng tinh như mới. Một con máy xuất sắc từ trong ra ngoài, không có gì để chê cả. Giá thành thì cũng rất hợp lý thôi các bác nhé. Giá thành trước này bán 3,4 triệu, bảo hành 12 tháng cho các bác. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu mua máy lọc khí thì các bác liên hệ nhé. Test luôn bụi mịn 2.5 cho các bác luôn này. Hiện tại đang ở mức hôm nay không khí khá ô nhiễm này, vượt sang ngưỡng cam rồi. Dưới 75 thì là ngưỡng xanh các bác nhé. Còn lên trên đầu trên 75 là ngưỡng cam, là bắt đầu là có hại cho sức khỏe rồi đấy. Đấy. Cái chất lượng không khí sau khi nó qua cái máy lọc này thì các bác thấy nó đã xuống tốt ngay, xuống xanh ngay rồi nhé. Chiếc này em bán 3,4 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chất lượng không khí đang xuống rất là tốt rồi nha. Đấy, chào các bác.